62 ngày trước 30 tuổi. Sorry. Đang chơi giữa chừng. Ơ, tới tường quay rồi, tới tường. Mua hay là đấu giá đây? Mua. Hà. Những vì có một chuyện này bây giờ Tường mới kể nè. Trong công việc hay là trong các mối quan hệ cũng vậy. Mình sẽ thích những cái kiểu như là mình gieo một cái mầm, rồi bắt đầu mình chăm chút từ từ cho nó chín mùi hoặc là nó bám rễ sâu hơn. Ok, mà nói đi. Lát cho vô làm. Hôm nay là một ngày hiếm hoi Tường được ở nhà vào buổi chiều mà không đi làm. Thường thì nếu không đi diễn thì tầm 6-7 giờ tối phải tới studio. Với một người mà rất là discipline, rất là kỷ luật và có nhu cầu làm việc và luôn luôn plan trước, có kế hoạch trước với những gì mà mình làm. Nếu mà rảnh quá lâu thì mình hơi bồn chồn. Nhiều khi mình cũng thấy mình bị nghiện công việc á. Cái anh bị nghiện công việc á. Và rất là hiếm có những ngày mà ngồi như vậy. Trong nhà mà nếu không làm cái này thì cũng làm cái kia. Nhưng mà hôm nay thôi, chơi game một xíu. Hồi mà đại học thì thích chơi Smurf Village. Smurf Village, làng của những con xì chum á. Thì nó có cái tính mà xây xây rồi planning rồi hoạch định các thứ để cho các con xì chum đó nó làm việc. Có nghĩa là mình thích những cái gì mà mình nuôi nó từ từ, mình build nó từ từ. Còn không thì phải chơi chiến lược. Thế còn chơi đánh nhau thì không thích đánh nhau. Trong công việc hay là trong các mối quan hệ cũng vậy. Mình sẽ thích những cái kiểu như là mình gieo một cái mầm, rồi bắt đầu mình chăm chút từ từ cho cái ý tưởng đó hoặc là cái mối quan hệ đó từ từ nó tốt lên, nó chín mùi hoặc là nó bám rễ sâu hơn. Những cái đòi hỏi của mình là những cái đòi hỏi mà nó cũng nằm trong cái giá trị sống của họ, cho nên họ không thấy là cái gì nó quá làm quá hay là nó không phải là cái người đó. Tường rất là quan trọng cái sự đồng điệu á. Dĩ nhiên cái người lead nào họ cũng muốn là mỗi một năm sẽ làm được những cái thành tựu mới, không phải cho mình mà cho team của mình, cho những người đồng hành của mình cùng đi trên con đường với mình. Trong 2 năm vừa qua nó vừa đủ để Tường nhìn nhận lại coi là mình đang làm việc, phấn đấu, chiến đấu vì cái gì. Mình không hiểu vì sao là ông ấy lại cho mình hát, khả năng hát, khả năng sáng tác. Ông biết tại sao ông ấy lại cho mình cái khả năng suy nghĩ một vấn đề, một cái đầu. Và cũng đã có những lúc mình cảm thấy nó rất là vô nghĩa. Mình cảm tưởng như là mình không được đón nhận trong âm nhạc này. Và khi mà mình bắt đầu được cái ông, mình gọi là cái ông thần âm nhạc, ông đón nhận mình vô cái thế giới âm nhạc, mình cảm tưởng như là lúc nào mình cũng phải chứng minh cho ông thấy là mình xứng đáng, chứng minh cho ông thấy là mình đáng được, là mình là người có giá trị, mình có thể làm nhạc, chứng minh tất cả những cái thể loại chứng minh đó. Cho đến một ngày mình thấy là mình không có giá trị sao mà phải lúc nào cũng phải chứng minh với người ngoài. Giống như cảm tưởng như là mình đã chinh phục cái mức này, cũng không phải là ai hết mà là tự chính mình, tự cái bất an của mình đó. Cứ nói là không, mày chưa đủ đâu, phải lên cái bức kia nữa, không chữa đủ với bức nọ nữa. Mình tưởng đâu là mình càng sáng tác nhiều hơn, mình càng làm concert nhiều hơn thì mình sẽ càng bớt bất an hơn, vì mình càng cảm thấy giá trị của mình hơn thì mình sẽ. Nhưng không có. Mà nó không xuất phát từ chuyện là mình tham, mà nó lại xuất phát từ chuyện mình sợ. Mình sợ là người khác sẽ quên mình. Mình sợ là người khác sẽ
không nhìn thấy những giá trị của mình đóng góp. Mình sợ là chính bản thân mình chưa đủ, lúc nào cũng chưa đủ. Cái sự từ chối mà bị đẩy ra liên tục nó phản ảnh ra rất là nhiều những cái lần, ví dụ như là có những cái cuộc thi mà Tường rớt từ cái vòng gửi xe, rồi kể cả khi mà Tường ba mẹ Tường đã cố gắng gom góp để Tường lên đây học, để Tường thi vào nhạc viện, cái khoa chuyên khoa piano đó, thì là lại đúng năm của Tường, thì năm 92 là Tường năm sinh, năm 92, trong 92 không được thi, mà là ôn luyện cả năm trời, ở trên này học cả năm trời. Thì lúc mà người ta đưa ra cái xét tuyển thì người ta nói là từ năm 93 trở đi mới được thi, thì cái đó có phải là cái ý trời không? Cái đó làm sao mà mình có thể là kêu là ông ơi, ông giám đốc nào đó hãy ban hành cái luật cho 92 thi được. Cái ông thần âm nhạc ông từ chối mình á, đã là một cái may mắn à. Chứ mình chưa nói gì đến chuyện là có một người nào đó đến thương mình, đến yêu mình. Cái đó nó quá xa xỉ luôn á. Ai cũng có một nỗi ám ảnh. Có những người sinh ra trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thì khi họ lớn lên, họ lên đây, lên Sài Gòn, lên thành thị, họ lập nghiệp, họ rất ám ảnh sự nghèo khổ. Chính cái ám ảnh đó giống như là một cái con ma đuổi họ. Họ phải chạy chạy đến cái mức là kể cả khi là họ đã rất giàu so với những người khác rồi, nhưng họ vẫn chưa thấy đủ, tại vì họ vẫn luôn trong tình trạng họ chạy khỏi nỗi ám ảnh của mình. Hay là những người mà họ bị bỏ rơi trong tình cảm, họ sợ cảm giác bị bỏ rơi chứ chưa chắc là họ đã yêu người đó nữa, thì họ cứ chạy tới đó. Hết người này lại sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, lại chạy tới người khác liền, chạy tới. Cho nên là cứ liên tục và không có cái điểm dừng. Mà ngộ một phát là những cái người mà chạy có cái ám ảnh chạy khỏi nghèo khổ thì càng chạy càng ám ảnh. Cái người nào mà sợ bị bỏ rơi á, tự yêu từ người này sang người khác, mà càng yêu thì càng cảm thấy là ám ảnh hơn nữa, cảm thấy bất an hơn nữa. Và rõ ràng nếu như mà vũ trụ này á, không tạo ra Covid, không thật sự là stop Tường lại á, là Tường nghĩ là bây giờ Tường chắc chúi đầu xuống dưới đâu rồi, Tường không biết, chắc y chang như cái cú ngã của Inami. Trong cuộc sống của mình á, sẽ có những cái lúc mà mình rất là, sẽ có những cái khoảnh khắc mà mình được gửi cái tín hiệu là nên dừng lại để nhìn lại. Những cái tín hiệu đó nó sẽ được thể hiện qua là tự nhiên có một cái biến cố nó đã xảy ra, hoặc là những cái gì mà mình plan để mình làm á. Đây là người rất là thích plan, rất là thích planning, kê lên kế hoạch cái này cái kia và thực thi nó, cho đến lúc mà mình thấy là tự nhiên cái kế hoạch của mình nó cứ trục trặc, nó cứ trì, nó cứ khó diễn ra cái thứ nào. Dường như là cái cú ngã của Enemy nó như là một cái lời nhắc nhở, chậm lại chứ còn không mà chạy nhanh nữa thì chỉ có té sấp mặt thôi. Có một câu trong bài hát mới mà Tường ghi là sinh ra ta cứng đầu bất cần. Nên mình nói Vũ Quốc Tường, mình nếu mà có một người dạy được thì chắc chỉ có vũ trụ dạy được thôi. Vì nếu mà nói mình như là một cái máy tính thì mình phải luôn reset lại khi mà cái cuộc sống của mình nó đã ở một cái trạng thái khác rồi. Chứ đừng để cái lý do mình bắt đầu nó cứ ở cái chỗ bắt đầu hoài. Mà nhiều khi mình đâu còn đó nữa đâu. Mình thay đổi và mình tái sinh liên tục qua những cái biến cố, qua những cái thành tựu, qua những cái trải nghiệm của mình. Phải làm sao thấu suốt bao điều, đưa
để thấy lối đi. Ồn quá, vô trong đi, vô trong. Mọi người đợi xíu nha, vô trong cho nó im lặng. Có một chuyện này bây giờ Tường mới kể nè. Ngoài kia đang nói về những cái tín hiệu đúng không? Những cái tín hiệu mà mình nhận được để mình chậm lại, mình dừng lại để mình nhìn lại. Nhưng mà 2020 Tường bắt đầu một năm đó cảm tưởng là rất là trầm lặng. Hàng loạt những cái kế hoạch của mình năm đó là mình có kế hoạch là mình và producer của mình là chú Michael quay lại LA để viết nhạc, chuẩn bị cho cái album tiếng Anh. Rồi kế hoạch cái VCT Tour 2020 là mở rộng ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Hàn Quốc. Thì tất cả những cái plan mà mình nghĩ ra và mình chuẩn bị thực hiện là vũ trụ stop hết luôn, dừng hết luôn. Không thể nào mà tự nhiên mọi thứ trơn tru mà chúng ta có thể học được một cái gì. Thì khi mà chúng ta có những cái biến cố, những cái đổ vỡ, những cái thất bại, hay là kể cả những cái thứ mà những cái cú twist làm cho mình gọi là hụt hẫng hoặc là khủng hoảng, thì mình mới chịu học cái bài học. Tôi nhớ có lần từng xem một cái phỏng vấn nhỏ của một cũng gọi là bậc thầy về tâm lý. Ông ấy, ông hỏi bệnh nhân của ông là bây giờ nếu có một cái điều ước thì chị sẽ ước cái gì. Cô đó thì cổ làm typing máy tính văn phòng, thì cô mới ước đơn giản thôi. Tôi ước là tôi sẽ đánh máy nhanh hơn, thì cũng hợp lý, kiểu mình giỏi hơn. Và ông ấy hỏi tiếp là ủa, ước nhanh đánh máy nhanh hơn, giỏi hơn để làm gì? Để kiếm được nhiều tiền hơn, để có thể tăng ca được, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều tiền hơn để làm gì? Nhiều tiền hơn để về có tiền, đóng tiền nhà này, đóng tiền này tiền kia, để có đầy đủ tiện nghi hơn. Nói đầy đủ tiện nghi hơn để làm, để cho cả nhà không có cãi nhau nữa, bởi vì ba cái chuyện tiền bạc, để mà mình hạnh phúc hơn. Mới hỏi là thế thì tại sao không ước được hạnh phúc ngay từ đầu? Nhiều khi mình á, cái kể cả tầm nhìn của Tường á, nó nhỏ, mình chỉ thấy có một đường, một duy nhất để tới hạnh phúc thôi. Tại sao mình không ước cái mình hạnh phúc từ đầu, mình chỉ ước một cuộc sống mình hạnh phúc, thì rồi cuộc sống nó sẽ mở ra nhiều đường để dẫn tới đó, mà những cái đường đó mình không thấy. Nó cũng làm thay đổi cái cách mà bây giờ mỗi khi mà Tường cầu nguyện. Ngày xưa thì Tường sẽ cầu nguyện là Tường có tiền để Tường làm điều đó, hoặc là Tường có đủ gọi là làm cái đó thành công. Nhưng bây giờ Tường không cầu những cái đó nữa. Tường luôn cầu nguyện là cho Tường có sức khỏe, cho Tường có trí tuệ, cho Tường có sự dẫn dắt để Tường được đi đến cái con đường mà Tường đã định để đi, và sẽ đến cái nơi mà Tường cảm thấy đủ đầy nhất. Qua rất là nhiều những cái sự mất mát của Tường, tình yêu, những cái plan bị mess up, rồi kể cả gần đây nhất là cái sự ra đi của nội Tường, thì Tường thấy là không có cái gì mà mình có thể kiểm soát được. Không có gì hết. Ngày còn trẻ thì mình sẽ trẻ không bây giờ, thì mình sẽ có những cái khẩu hiệu như là như thế nào: hãy đi đến cùng cái ước mơ của mình, hãy đi đến cùng, làm cho bằng được. Nhưng mà bây giờ thì Tường lại tập
buông bỏ bớt những cái chấp niệm của mình, mà mình mỗi người buộc phải đi đi tìm cái con đường của mình, là một một phần trong cái, từng hay gọi là một phần trong cái hợp đồng mà bạn đã ký với vũ trụ. Bây giờ thì mình mới hiểu ra được là cái việc mà đi tìm ra cái chuyện đó đó, nó cũng là một phần trong cái hành trình của mình. Nó thú vị là ở chỗ mình đang đi tìm á. Nó thú vị ở chỗ là mình vừa trải nghiệm xong rồi mình đi đường này, tới lúc đó cái mình dừng lại, cái mình thấy không phải, cái mình đi đường kia. Cái mình thấy không phải, mình đi đường nọ. Thì cái việc mà mình đi tìm đó, nó là một phần của cái hành trình đi tới cái sứ mệnh của mình. Và Tường mới nhận ra là cuối cùng là mình đi là để đi, chứ không phải mình đi để đến. Ngày còn trẻ mình rất muốn đến. Mình muốn mỗi năm mình phải đến được cái đích mà mình đã đặt ra của cái năm đó. Một cái album là mình phải đến được đích một cái album. Một cái concert là mình phải đến được cái concert. Mình làm cái này cái kia, tất cả mọi thứ đều phải trong cái kiểm soát của mình. Nhưng cuối cùng là mình thấy là con người mình quá nhỏ bé để nói là mình có thể kiểm soát một cái gì. Và càng lúc mình càng nhận ra được cái giá trị của cái chuyện chờ đợi, để mà cái hạt mầm của mình gieo nó chín mùi theo thời gian. Kể cả những cái suy nghĩ, cái ý tưởng của mình, khi mà mình gieo nó mà không phải là nó chín liền, mà 1-2 năm sau nó mới chín, thì mình mới thấy cái bức tranh nó rộng đủ, nó sâu đủ. Và chưa cần làm mà mình đã thấy được cái sự hân hoan trong mình để mình bắt đầu làm, thì mình thấy là cái cảm giác đó trước những năm 30 mình không có. Trước 30, trước thời điểm này mình không có. Mình làm vì là mình muốn đạt được cái A, cái B, chứ mình không có được cái cảm giác là trước, kể cả trước khi mình làm mình đã cảm thấy mình vui. Và đối với những bạn mà thấy là bản thân mình đang chạy quá nhanh thì có một câu nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà tôi nghĩ là nó phù hợp với chúng ta, là chạy quá nhanh nhưng mà cũng đừng quên hít thở. Thì đó chính là những cái bước khởi đầu của việc thiền định mà Tường đã thực tập. Bây giờ mọi thứ nó lại điều hòa trở lại, chỉ bắt đầu từ việc mình hít thở.